Chỉ cần hai ông cháu này phối hợp thôi là hàng thủ Man City đã phải chạy bở hơi tai ra rồi. Ở ngoại hạng Anh thì chống phản công đua tốc nhanh nhẹn ra sao các kiểu thì hàng thủ của Man City đêm qua đã được fan thở dốc nôn khan khi phải theo bộ đôi nhanh như tia chớp người Brazil Vinicius và Rodrigo. Có thể thấy mỗi khi Vini nhận bóng từ tuyến dưới là Rodrigo lập tức mở tốc chạy thẳng lên trên để khai thác vào khoảng trống sau lưng của bốn cầu thủ phòng ngự. Hậu quả là ở bàn thua thứ hai, Manuel Akanji đã không thể theo kịp cú chạy nước rút kinh điển của số 11, qua đó để cho Real vươn lên dẫn trước 2-1. Không những vậy mà cả trận đấu, các fan The Citizen còn phải toát mồ hôi hột trước viễn cảnh Vinicius chọc khe và Rodrigo bứt tốc. Nếu cứ đá như này thì lượt về bộ đôi trên sẽ còn hành hạ hàng thủ MC nhiều lần như thế nữa.